Chào mừng các bạn đến với Proactivate Vừa rồi các bạn vừa được xem là một cái hiệu ứng mới trong chế độ chờ giữa hai electrobot ha. Thì đây là clip sẽ nói về có gì mới trong bản cập nhật AFV 9.0. Thì ở đây chúng ta có những cái bổ sung mới, đó là chiến đấu tay đôi như là cái mà bạn vừa mới xem. Đó là một cốt truyện đối đầu mới đã được giới thiệu ở chế độ chờ dành cho chế độ robot kép. Trong đó cặp Elite song sinh của chúng ta sẽ sử dụng các bước di chuyển ngẫu nhiên để tham gia vào một trận chiến, nhưng mà không biết ai sẽ là người giành chiến thắng. Thứ hai sẽ là thêm mà điều nhảy Giáng sinh, đó là khi các bạn chọn vào chế độ 3 robot trở lên thì nó sẽ có một cái chế độ Giáng sinh mới. Thứ ba đó là chế độ phát lại đặc hát. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho Elite robot nó phát một cái live story giữa Devil robot. Rồi chúng ta sẽ chọn, đây là một cái tính năng mới, tính năng phát lại của Elite robot được cập nhật ở bản AFP 9.0 lần này. Thì khi mà chọn vào đây thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ có những cái live story. Ở đây là nó có 001 nè, chạm ở ngoài trước thì nó sẽ next, đó, chạm ngoài sau thì nó sẽ previous lại. Đó, thì tổng cộng là chúng ta đang có 27 cái live story để cho hai con robot nó chơi với nhau. Và khi chúng ta sau khi chúng ta lựa được một cái nào mà chúng ta thích thì chúng ta có thể chạm vào đầu để nó bắt đầu. Đó. Thứ hai đó là thêm vào điệu nhảy Giáng sinh mới, chạm vào chế độ lễ hội vui vẻ bằng điệu nhảy Giáng sinh mới. Bây giờ mình sẽ thử nha. Ở đây thì nó cũng giống như là ở chế độ hai robot, nó cho phép chúng ta chọn ha. Đây thì ở đây có tổng cộng là 5 cái chế độ, 5 cái bài hát để chúng ta có thể chọn. Và ở cái bài thứ năm này là cái bài mới nhất. Đây, chúng ta sẽ thử nha. Thì trong cái bản cập nhật AFP 9.0 lần này thì chủ yếu là bên Industry Lab người ta đã bổ sung những cái cốt truyện mới ha, cốt truyện của hai con Elite ở chế độ chờ. Lúc trước nó chỉ có mỗi một cái, đó là hai con nó oảnh tù xì, thì bây giờ nó còn có một cái chế độ là chiến đấu tay đôi đó. Cái thứ hai nữa là nó đã thêm vào một cái điệu nhảy Giáng sinh mới và nó cho phép phát lại đúng cái điệu nhảy Giáng sinh mà chúng ta muốn, chứ không phải là nó random nó chọn cho mình giống như trước đây nữa. Và
ở chế độ hai robot cũng như là ba robot nó đều có cái chế độ phát lại rạp hát như vậy ha. Rồi nó có thêm những cái mới ở cái chế độ chờ, thì cái này chúng ta mình sẽ quay cho các bạn coi. Thì đây là chế độ chờ khi mà ba robot nó không hoạt động, không được tương tác trong vòng 10 tới 15 phút ha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi tới giờ phút này. Nếu mà mọi người thấy hay và video này hữu ích thì mọi người cho mình xin một like và chia sẻ clip này tới những người khác giúp mình ha. Rồi, về những cái nào mà khi mà mình phát hiện có cái gì hay ho thì mình sẽ quay clip short để mình đăng lên cho mọi người cùng xem. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.